Đến cái laptop 150k và redesign 1.6 triệu, hai cái đế này cùng cái laptop thôi nhưng khác gì nhau mà lại chỉnh đến cơ vậy. Các bạn đã đến với Ngọc Trà Studio. Mình đang có đây là một số thiết bị đế kê laptop mà các bạn đang quan tâm rất nhiều ở thời điểm hiện tại, và các bạn cũng để lại cho mình khá nhiều những câu hỏi như là tại sao có những đế kê chỉ có 100-200 nghìn mà có những đế kê lên tới là 1 triệu, dưới đến 1.6 triệu như cái đế redesign mà mình đang có ở đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm trực tiếp hai cái sản phẩm này để xem là với mức giá chênh nhau khoảng tầm gấp 10 lần như vậy thì chúng ta sẽ nhận được lại một cái đế kê như thế nào, và nó có thực sự tốt hơn so với những đế kê khoảng tầm 100-200 nghìn như thế này hay không. Thì hãy cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ nhé. Trước tiên về mặt công dụng đi, thì nó đều là đế kê laptop, nó đều giúp cho chúng ta có thể là thay đổi cái góc nhìn khi mà chúng ta sử dụng với những chiếc laptop như thế này. Ví dụ như khi mình mở cái đế kê này ra và mình để cái chiếc laptop lên, mình đã có một cái góc nghiêng ở trên cái chiếc laptop của mình. Hay là với cái đế kê này cũng vậy, mình sẽ mở nó ra và mình sẽ để cái chiếc laptop lên, mình cũng có một cái góc nghiêng nó phù hợp hơn. Thì nó đều là đến cái laptop thì nó đều mang lại cho chúng ta những cái công dụng là tương tự như nhau. Thế nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là cái cách thức để chúng ta có thể mở những cái đế kê này nó đã khác nhau rồi. Đối với cái đế kê chỉ 100-200 nghìn, và mình thấy rất nhiều những cái đế kê khác đều sử dụng chung cái kiểu thiết kế như thế này, thì chúng ta sẽ mất nhiều công hơn để mở nó ra và để set up được cái đế này. Ví dụ các bạn sẽ thấy rằng khi mà chúng ta muốn mở ra, chúng ta sẽ phải kéo ra này, chúng ta sẽ phải nâng lên này, rồi chúng ta sẽ lại phải chọn một cái góc sao cho phù hợp ở những cái lỗ này, và chúng ta sẽ cẩn thận đặt vào cho nó khớp với nhau, sau đó thì chúng ta mới có thể để chiếc laptop lên được. Còn với cái đế redesign này thì các bạn sẽ thấy rằng cái cách để chúng ta có thể mở nó ra rất là dễ dàng, chỉ cần kéo kéo và đặt xuống là xong. Và các bạn sẽ thấy rằng là đối với cái đế kê laptop chỉ có 100-200 nghìn này á, thì nó sẽ có rất nhiều những cái nấc để chúng ta có thể tinh chỉnh tùy theo từng góc. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng cái độ linh hoạt của nó sẽ tốt hơn. Đúng là như vậy. Còn đối với cái đế của redesign này thì nó lại chỉ có một cái góc để chúng ta có thể đặt mà thôi. Nhưng mặc dù vậy thì đế của redesign, theo như mình tìm hiểu thì cái đế này đã được nghiên cứu rất là nhiều, và nó được tạo một cái góc phù hợp nhất để giúp cho chúng ta khi mà đặt laptop lên đã có một cái góc là tốt nhất cho cổ tay của mọi người, để có thể làm việc thoải mái trong thời gian dài. Thế nên rằng cái này thì sẽ tùy từng người mà thôi. Nếu bạn thích nhiều góc độ thì các bạn có thể tìm kiếm đến những chiếc đế như thế này. Còn nếu như bạn muốn có một chiếc đế để có một cái thao tác mở ra dễ dàng nhất và có một cái góc gọi là phù hợp tương thích nhất, thì redesign đang làm rất tốt ở cái điểm này. Cái điểm tiếp theo tạo lên sự khác biệt ở cái giá thành của sản phẩm này đó chính là về mặt hoàn thiện ở bên ngoài. Các bạn có thể thấy rằng là đối với cái đế kê laptop như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nó là cái chất liệu nhôm nhưng là được đúc từ khuôn. Còn trong khi đó đối với cái chiếc đế kê đến từ redesign thì nó là nhôm được CNC, nên khi mà chúng ta sờ, chúng ta vuốt ở trên đây cảm giác nó rất là mịn. Còn đối với cái đế kê này, chúng ta vuốt thì sẽ thấy nó nhám nhám và nó kiểu lồi lõm thấy rõ luôn. Hay ngay cả khi chúng ta soi vào những cái đường viền của cái đế kê này thì nhìn nó cũng lem nhem, nó không được tinh tế, nó không được sắc nét giống như là khi chúng ta nhìn soi vào cái viền của đế redesign. Thế nên đây cũng sẽ là một cái điểm nữa khiến cho giá thành của hai sản phẩm này nó có sự chênh lệch, có sự khác nhau. Bởi vì dù sao đi nữa, đây cũng là một cái sản phẩm cao cấp và nó được hoàn thiện bởi một cái hãng chuyên làm những cái đế kê cho những chiếc smartphone và laptop. Đó, chuyên làm nha các bạn. Đến với một cái điểm tiếp theo cũng nằm ở cái phần hoàn thiện này, đó chính là những cái tiếng kẹt kẹt không mong muốn ở trên cái sản phẩm này. Ví dụ như khi mà mình mở ra như thế này này, các bạn nghe thấy không ạ? Rất rõ ràng cái tiếng ở cái khớp này, hay là ngay cả ở cái phần khớp này này, nó cũng rất là lỏng lẻo. Khi mà chúng ta lắc thì nó sẽ bị sàng qua sàng lại. Và đây là những cái điểm mà những sản phẩm giá rẻ sẽ không được làm tốt và chúng ta sẽ phải chấp nhận. Trong khi đó với cái đế của redesign thì các bạn lắc thoải mái đi, không có một tí gì lỏng lẻo ở những khớp này. Và đó, các bạn thấy không ạ? Đó chính là những sự khác biệt. Và khi chúng ta mở những cái khớp này ra thì nó cũng rất là êm, và nó cũng sẽ có những cái khớp sẵn. Ví dụ như mình mở một lần này, đó, nó sẽ khực một phát ở đây này, và mở cái nữa, đó, nó sẽ có khớp để giữ cho chúng ta, để khi mà đặt xuống nó luôn luôn là chắc chắn nhất. Và có một cái nữa, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc khi mà chúng ta kê laptop lên sử dụng, đó chính là về mặt chắc chắn. Ví dụ như khi mà mình mở
cái chiếc laptop này ra, à cái đế này ra, thì cái tiết diện của nó sẽ chỉ có khoảng tầm là chưa đến 20cm mà thôi. Thế nên khi mà chúng ta để những chiếc laptop 15 inch như thế này lên, đó, thoạt nhìn bình thường thì nó bình thường đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta đặt tay vào đây, các bạn thấy không ạ? Nó bị nghiêng. Và đây mới chỉ là chiếc laptop 15 inch mà thôi. Nếu như chúng ta để những chiếc laptop 16 inch lên nữa thì câu chuyện nó còn đi xa nữa, 16 hoặc là 17 inch thì câu chuyện nó sẽ còn khác nữa đấy. Thế nên đây sẽ là cái điểm nữa mà các bạn sẽ phải cần quan tâm và sẽ cần chú ý khi mà sử dụng những chiếc đế kê laptop giá rẻ và có cái tiết diện tiếp xúc nhỏ như thế này. Trong khi đó đối với cái đế của Redesign thì chúng ta sẽ có một cái tiết diện tiếp xúc rất là lớn, hơn một găng tay, nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 25cm các bạn ạ. Nên khi mà chúng ta để những chiếc laptop này lên, mình có gõ đi nữa thì nó cũng sẽ không bị lật. Thế nên rõ ràng về cái mặt thiết kế và về những cái được sự tối ưu hóa ở trên cái đế này thì nó đã khác so với những cái đế giống như thế này rồi. Nên đó cũng chính là những cái lý do tại sao chúng ta có thể bắt gặp được những cái đế khoảng tầm hơn 100.000 và những cái đế lên tới là hơn 1 triệu đồng như thế này. Còn về độ gọn của nó thì tương đương nhau, chúng ta đều có thể dễ dàng để vào túi sách. Nhưng mà các bạn sẽ thấy nhá, cái đế này này thì nó sẽ có một cái đường cong nó hất lên như thế này. Và nếu như các bạn không để ý mà các bạn để như thế này chẳng hạn thì có thể nó sẽ cấn, các bạn thấy không ạ? Đè xuống là nó sẽ cấn và nó sẽ làm hư hỏng máy của chúng ta. Trong khi đó thì đối với đế của Redesign, nó sẽ là một mặt phẳng ở bên này. Bên này cũng sẽ là một mặt phẳng nên khi chúng ta đè vào thoải mái di chuyển luôn. Đúng không ạ? Rõ ràng có rất nhiều yếu tố để nó ảnh hưởng đến giá thành của những chiếc đế kê laptop như thế này. Mình thì mình không bảo rằng là những cái đế này không đáng mua, bởi vì dù gì đi nữa nếu như nhu cầu của các bạn bình thường thôi, các bạn để ở nhà, để một chỗ hoặc là di chuyển mà các bạn có thể cất giữ được nó cẩn thận, không làm ảnh hưởng đến những thiết bị của chúng ta, thì đây vẫn là cái thiết bị mà đáng mua bởi vì giá thành của nó rất dễ tiếp cận. Trong khi đó đối với những ai có một cái gọi là nhu cầu khắt khe hơn về mặt chất lượng, về mặt thiết kế, về mặt công năng, về mặt công thái học, thì đây rõ ràng là một sản phẩm sẽ đáng giá từng xu với mức giá là 1.6 triệu, mặc dù nó hơi cao với người bình thường. Nhưng đối với những ai mà đã cần những thiết bị nó phải được hoàn thiện thật là tỉ mỉ và chỉn chu thì nó vẫn là một thiết bị đáng giá. Còn các bạn thấy sao về hai cái thiết bị đế kê laptop này? Theo các bạn thì những cái sự khác biệt đó có đáng để chúng ta bỏ ra mức giá lớn hơn 10 lần để mua cái thiết bị này hay không? Hãy comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Còn video của mình thì dừng lại tại đây nhá. Các bạn thú ích đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.